lên mạng mua súng để phòng thân. Huỳnh Phạm Bảo Việt, sinh năm 2002, trú tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, bị tổ tuần tra cảnh sát cơ động bắt giữ và lãnh án 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Sáng 8 tháng 11, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Bảo Việt, sinh năm 2002, trú tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, 1 năm 3 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, ngày 7 tháng 5, Việt sử dụng tài khoản Facebook cá nhân Việt Huỳnh, thấy tài khoản R8 Guns rao bán súng trên mạng xã hội nên Việt đã liên hệ để mua. Tài khoản R8 Guns yêu cầu Việt nhắn tin trao đổi qua ứng dụng Telegram. Qua trao đổi, Việt thống nhất mua một khẩu súng bắn điện thể thao kèm đạn với giá là 2,5 triệu đồng. Khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 5, người bán súng liên lạc với Việt qua tài khoản Telegram hẹn đến ngã tư Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, thành phố Tuy Hòa để giao súng. Tuy nhiên, sau khi giao dịch xong, Việt ra khu đất trống ở phường 9, thành phố Tuy Hòa để bắn thử thì súng không hoạt động. Việt cất khẩu súng vào thắt lưng. Đến 21 giờ 30 phút của ngày, khi Việt đang đi trên đường Tố Hữu, thành phố Tuy Hòa thì bị tổ tuần tra cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện và thu giữ tang vật. Kết luận giám định cho thấy khẩu súng Việt mua là súng quân dụng. Liên quan đến vụ máy bay Yak-130 nghi bị rơi, một người dân cho biết vào trưa 6 tháng 11, trong lúc làm rẫy trong vườn quốc gia Yokdon, Đắk Lắk đã nghe được tiếng nổ lớn. Ông Đào Công Nguyên, sinh năm 1966, người dân trú tại Buôn Trang Phúc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, kể lại. Hàng ngày đi làm, ông thường đi làm rẫy ở gần bờ sông Siriput. Khoảng 11 giờ trưa 6 tháng 11, ông Nguyên đang trong chòi rẫy thì giật mình vì tiếng nổ rất to bên kia sông Siriput, thuộc địa phận của vườn quốc gia York Don, cách khoảng 3 km. Tuy nhiên lại không xác định được đó là tiếng gì. Ông Nguyên chỉ nghĩ đó là tiếng cây đổ. Đến sáng 8 tháng 11, sau khi biết lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130, ông Nguyên đã báo cho lực lượng kiểm lâm và bộ đội đi vào hướng mà ông đã nghe được tiếng nổ để tìm kiếm. Người dân tại Buôn Trang Phúc cho biết, từ chiều 7 tháng 11, đã nghe được thông tin nghi ngờ rơi máy bay ở khu vực vườn quốc gia York Don. Sáng 8 tháng 11, hàng chục người dân trong buôn đã phối hợp với các lực lượng chức năng để vào rừng thuộc khu vực vườn quốc gia York Don để tổ chức tìm kiếm. Sáng 8 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng nay huyện tiếp tục huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn huyện, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130 bị tai nạn rơi ở khu vực này. Khoảng hơn 6 giờ sáng 8 tháng 11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ, bộ đội quân đội, kiểm lâm cũng đã được huy động đến Buôn Trang Phúc, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130 tại khu vực vườn quốc gia York Don. Cũng trong sáng 8 tháng 11, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ để phối hợp tìm kiếm máy bay. Được biết, sáng 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940 Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát với máy bay Yak-130 số hiệu 210D. Máy bay bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940 bay buồng sau. Máy bay cất cánh vào lúc 9 giờ 55 phút sáng đến 10 giờ 38 phút sáng khi kết thúc bài bay về hạ cánh. Phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng phải không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù vào lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Trong đêm 6 tháng 11, lực lượng chức năng đã đưa hai phi công về nơi an toàn, đồng thời tìm kiếm xác máy bay. Tối 7 tháng 11, thông tin từ Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vương Quốc Đê, sinh năm 2005, trú tại Phú Lương, Thái Nguyên, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Được biết, sau khi gây án, đối tượng D đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an thành phố Phổ Yên phát lệnh truy nã theo quyết định số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2023. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện nơi D lẩn trốn ở khu phố Khánh Long, phường Tân Phước, Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi xác minh đúng đối tượng, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 5 tháng 11, tổ công tác tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng Vương Quốc D rồi di lý đối tượng về Công an thành phố Phổ Yên xử lý theo quy định.
Phạm Đức Bình sinh năm 1970 hay còn gọi là Bình Kiểm là đối tượng giang hồ cộm cán có nhiều tiền án tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Theo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Bình Kiểm là đối tượng giang hồ cộm cán có nhiều tiền án tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Đối tượng này có bản tính lì lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước. Trước năm 1991, lợi dụng khi còn là quân nhân tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh, Bình nhiều lần mua bán, chiếm đoạt vũ khí quân dụng của đơn vị và các đối tượng khi thi hành công vụ. Sau khi xuất ngũ, Bình cầm đầu băng nhóm gồm các đối tượng chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, sau khi bị bắt đi lao động cải tạo tại trại Tống Lê Chân, tỉnh Bình Phước, Bình trốn khỏi nơi giam giữ, tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Đến năm 1998, Bình Kiểm bị bắt theo lệnh truy nã và bị Tòa Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc, trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi ra tù, Bình tiếp tục chỉ đạo điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích. Sau đó, Bình bị phạt lao động cải tạo tại Trung tâm Lao động Cải tạo Huy Khiêm, tỉnh Bình Thuận. Tại đây, Bình tiếp tục tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm, thường xuyên đánh nhau với các băng nhóm đối tượng khác có mâu thuẫn trong thời gian cải tạo. Ngay sau khi ra trại, Bình tiếp tục đánh anh rể thương tích 12%. Trước khi Tòa án Nhân dân thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xét xử, Bình đã bỏ trốn. Đến năm 2003, Bình bị bắt đi thi hành án 12 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù vào năm 2004, Bình tiếp tục mua tàng trữ một súng AK, 5 khẩu súng ngắn, trên 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Bình Kiểm chỉ đạo 4 đồng bọn lên kế hoạch tổ chức bắt cóc một người đàn ông và đòi 10 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Bình 30 năm tù giam về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Mới đây, chiều 7 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia hoạt động mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Bình Kiểm cầm đầu. Bên cạnh đó, đơn vị đã khởi tố 16 người về 7 hành vi, trong đó Phạm Đức Bình bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hà Nội dự kiến sẽ thu phí nội đô, nhưng với dân số gần 10 triệu người, phương tiện giao thông công cộng chỉ đáp ứng 19% nhu cầu đi lại. Vì thế, việc kiểm soát xe máy, thu phí ô tô vào nội đô sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Theo đó, Hà Nội hiện đang triển khai xây dựng hệ thống giám sát giao thông bằng camera, ứng dụng hệ thống đèn giao thông thông minh, ứng dụng giao thông thông minh qua các ứng dụng di động, triển khai hệ thống thu phí tự động, hệ thống quản lý và điều hành giao thông đô thị tập trung, phát triển các giải pháp cho phương tiện công cộng, đào tạo và nâng cao ý thức người dân. Với nội dung triển khai hệ thống thu phí tự động, đề án có các công việc chính là lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến đường chính và tại các trạm thu phí, giúp giảm thiểu ùn tắc và tăng cường tính minh bạch trong thu phí giao thông. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống các trạm thu phí tự động để tích hợp với hệ thống vé tháng, vé năm cho phương tiện công cộng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về giao thông, để triển khai thì Hà Nội sẽ gặp khá nhiều khó khăn.